sân golf Tân Sơn Nhất. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ 12 km theo hướng đường Quang Trung hoặc Trường Chinh. Golfer sẽ nhanh chóng được trải nghiệm những đường golf thách thức tại sân golf Tân Sơn Nhất. Được tư vấn và thiết kế bởi công ty thiết kế sân golf nổi tiếng thế giới Nelson và Hayworth, sân golf Tân Sơn Nhất trở nên hiểm trở với những đường quyến rũ đầy mê hoặc. Với tổng diện tích lên đến 158 hectare liền kề với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân golf Tân Sơn Nhất có 36 lỗ đạt chuẩn PGA và đây cũng là sân golf mở hoạt động cả ngày và đêm đầu tiên tại khu vực phía Nam. Điểm nhấn ấn tượng nhất của sân golf chính là tòa nhà câu lạc bộ được thiết kế sang trọng, tinh tế với quy mô 31.000m² lớn nhất Việt Nam. Khi đi vào bên trong, quý khách sẽ cảm nhận được sự hiện đại, đẳng cấp, hoành tráng bậc nhất với những trang thiết bị tiện nghi đẳng cấp quốc tế. Khác biệt với những sân golf hiện nay, sân golf Tân Sơn Nhất không tổ chức kinh doanh thẻ hội viên mà phục vụ cho những người yêu thích golf đều có thể đến sân cho việc tập luyện, giải trí, giao lưu. Sân golf Tân Sơn Nhất mang đến những trải nghiệm đầy thử thách bởi nhiều hồ nước lớn nhỏ bao quanh, những khu green hẹp, độ uốn lượn cao với nhiều bẫy cát được đặt ở nhiều vị trí bất ngờ nhằm tạo ra nhiều hơn sự thách thức cho người chơi. Trung tâm sức khỏe. Sân golf Tân Sơn Nhất là sân golf có nhiều dịch vụ tiện ích nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau một vòng golf, quý khách có thể trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe để thư giãn tinh thần và hồi phục cơ thể nhanh chóng. Nhà hàng Him Lam được đầu tư đạt chuẩn 5 sao, phong cách ẩm thực phong phú với các món ăn Á, Âu, Hoa, Việt. Nhà hàng Him Lam là nơi lý tưởng để các golf thủ có thể nạp năng lượng trước hoặc trong khi chơi golf và để chúc mừng chiến thắng. Hầm rượu Him Lam. Nằm bên cạnh nhà hàng Him Lam là hầm rượu Him Lam, nơi tập trung hàng trăm thương hiệu nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều được bảo quản ở điều kiện tốt nhất, có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe của quý khách hàng dành thưởng thức rượu. Him Lam Palace. Đặc biệt, sân golf Tân Sơn Nhất còn có Him Lam Palace, trung tâm hội nghị tiệc cưới chuyên nghiệp, có thể đón tiếp và phục vụ đồng thời đến 2.000 khách. Vì vậy, mọi yêu cầu của quý khách về việc tổ chức các chương trình hội nghị, sự kiện kết hợp với chơi golf và tiệc chiêu đãi sẽ trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn bao giờ hết. Pro Shop and Valet Area. Nơi trưng bày các dụng cụ chơi golf của những thương hiệu nổi tiếng thế giới, các nhãn hiệu thời trang golf cao cấp cùng các phụ kiện golf đa dạng giúp quý khách dễ dàng lựa chọn. Sân tập golf Tân Sơn Nhất. Thêm một điều đặc biệt ở sân golf Tân Sơn Nhất, đó chính là một sân tập golf được tổ chức chuyên nghiệp. Với tổng cộng 64 thảm tập trên 2 tầng, sân tập golf thuận tiện cho quý khách khởi động và lấy chuẩn lại các đường swing của mình trước khi bắt đầu chơi chính thức. Tủ giữ đồ. Khu vực tủ giữ đồ được thiết kế rộng rãi, tiện nghi, đóng mở bằng hệ thống chìa khóa thông minh, giúp quý khách cảm thấy thoải mái và an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Ở sân golf Tân Sơn Nhất, tất cả nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ quý khách một cách chuyên nghiệp và nhiệt tình nhất. Khi ánh mặt trời dần tắt thì cũng là lúc hệ thống đèn chuyên dụng bật sáng để phục vụ các golfer chơi đêm một cách thoải mái nhất. Bắt nguồn từ ý tưởng phát triển một mô hình sân golf hoàn toàn mới tại Việt Nam, bao gồm các dịch vụ Stay, Play, Mice, Dine, Wine. Sân golf Tân Sơn Nhất là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người chơi golf trong nước và khách du lịch khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Sân golf Tân Sơn Nhất, điểm đến mới, giá trị mới.